Hello em, lại là Hoàng đây. Hôm nay thì trên tay của mình đây đang là một chiếc điện thoại Sony, một siêu phẩm. Không phải là siêu phẩm mới, mà là một siêu phẩm đã được ra mắt từ năm 2014, từ đã 6 năm trước rồi. Chiếc Sony Xperia Z3. Cái lúc mà chiếc Z3 này mới ra mắt ấy, thì cái mức giá của nó có loanh quanh khoảng độ 20 triệu đồng. Tuy nhiên thì sau 6 năm thì nó chỉ còn loanh quanh khoảng 1 triệu mà thôi. Và bây giờ thì mình sẽ thử đánh giá xem chiếc Sony Z3 này ở năm 2020 thì liệu nó còn sử dụng được hàng ngày ổn hay là không nhá. Đây là nhân vật chính ta, chiếc Sony Xperia Z3. Cái dòng Z series của Sony những năm 2012, 2013, 2014 thì có một thiết kế mà Sony gọi chung là một ngôn ngữ thiết kế, đó là Omnibalance. Mà trong đó chiếc Sony Z3 trên tay mình ở đây là cái sản phẩm đỉnh cao nhất về thiết kế trong dòng Sony Xperia Z. Omnibalance là một ngôn ngữ thiết kế mà Sony thiết kế ra để loại bỏ gần như là toàn bộ các cái chi tiết thừa và chỉ để lại một số những cái điểm nhấn cũng như là các chi tiết mà mang lại độ sang trọng cho máy. Như chúng ta thấy trên tay mình ở đây, chiếc Sony Z3 thực sự khi cầm lên cảm giác vẫn cực kỳ là sang tay, mặc dù đã 6 năm trôi qua rồi vẫn thấy cực kỳ là sang tay luôn. Không hề có cảm giác là chúng ta cầm một thiết bị rẻ tiền, mặc dù là mức giá hiện tại của nó chỉ khoảng độ 1 triệu thôi nhá. Bên cạnh đó thì cảm giác cầm nắm của chiếc Sony Z3 cũng rất tốt, bởi vì phần viền được bo cong như thế này. Khi cầm lên trên tay, chúng ta không có cảm giác cấn như trên chiếc Z2 hay là Z1. Z3 là một chiếc điện thoại thiết kế rất đơn giản, khi mặt trước nó chỉ có một màn hình 5,2 inch, logo Sony, camera trước và hai cặp loa đôi ở mặt trước. Toàn bộ các nút bấm được đẩy hết sang cạnh bên phải, như kiểu nút nguồn, nút tăng tải âm lượng và cái nút bấm chụp ảnh ở đây. Bây giờ thì gần như không có điện thoại nào có cái nút này nữa rồi. Và một khay thẻ micro SD, cạnh trên thì chỉ có jack cảm tăng nghe 3.5 và mic mà thôi. Cạnh dưới thì hoàn toàn là không có gì, trống trơn. Bên phải ta sẽ có cổng sạc nam châm này và cái móc để nó thể treo những đồ trang trí như hồi xưa hay treo những thú bông rồi các thứ nhỏ nhỏ ở đây. Hiện tại thì cái phần cổng sạc này để tìm được đốc sạc thì thường rất là khó, gần như là không thể tìm được. Và hầu như mọi hoạt động sạc nó đều phải diễn ra qua cái cổng sạc micro USB ở đây. Và điều này hơi bất tiện một chút khi nó cứ phải tháo vào cái phần nắp đậy này để sạc pin điện thoại. Thực sự thì sau bao nhiêu năm cầm lại, mình vẫn có rất nhiều cảm xúc về cái chiếc Sony Z3 này, bởi cái thiết kế quá là hoàn hảo của nó. Chỉ có hai điều để chê về thiết kế của chiếc Z3. Điều đầu tiên đó là phần mặt lưng. Mặt lưng được làm bằng một lớp kính bóng và lớp kính này thì khá là dễ bám mồ hôi và dấu vân tay. Mình chỉ cầm lên vân vê một chút thôi mà cái mồ hôi và dấu vân tay đã để lại khá rõ ràng rồi. Cái điều thứ hai là các cổng kết nối được che bởi một cái nắp như thế này. Và cái nắp này thì về lâu về dài nó sẽ có hiện tượng trờn như ở đây. Chiếc Sony Z3 của mình thì đã hơi có hiện tượng là bị cái phần chống nước ấy, phần gioăng cao su chống nước nó hơi hiện tượng long ra như này rồi. Đây, em thấy là long hẳn ra như này rồi. Và có nhiều em còn bị đứt luôn cả phần dây này ra cơ. Tức là máy nó sẽ cứ tơ hơ như này. Và khuyết điểm thứ ba của thiết kế của chiếc Sony Z3 này đó là việc nó thiết kế khá là kín, cho nên là khi mà nó sử dụng lâu hoặc là dùng các cái tác vụ nặng như chơi game ạ, thì chiếc máy sẽ nóng lên khá là nhanh và nó sẽ mang lại cho chúng ta một trải nghiệm không được dễ chịu cho lắm. Cái nút nguồn đặc trưng của dòng Sony Xperia của mình trên chiếc Z3 này thì sau nhiều năm sử dụng nó đã chóc khá rồi, gần như không thể nhìn rõ là cái ký hiệu nút nguồn trên này nữa. Tuy nhiên phần viền nhôm của máy thì vẫn còn khá đẹp và gần như là cái hiện tượng bong chóc xảy ra là gần như không có. Thế là vẫn rất là đẹp luôn. Nó chỉ có một vết xước nhỏ ở trên đỉnh như này thôi. Tuy nhiên, nói gì thì nói thì chiếc Sony Xperia Z3 nó vẫn là một tuyệt phẩm thiết kế của Sony, mà kể cả cho đến bây giờ cũng ít có chiếc điện thoại nào có một thiết kế có thể đẹp hơn được cái chiếc Z3 này. Cái launcher của Sony những năm 2013, 2014 mình rất là thích, bởi vì cái thiết kế của launcher rất là đẹp, giao diện các thứ nhìn nó rất là sang chảnh và rất là tinh tế. Và sử dụng lại cái giao diện ngày xưa này thì nó mang lại rất nhiều cái cảm giác cho mình. Vì là cái hồi mà chiếc Z3 này nó ra mắt ấy, thì đây thực sự là một cái ước mơ của mình, cũng như là ước mơ của rất là nhiều người luôn. Về màn hình thì Z3 được trang bị màn hình chỉ có 5,2 inch thôi. Ở thời điểm bây giờ thì 5,2 inch có thể là màn hình rất là bé rồi, nhưng ở năm 2014 thì đây là màn hình khá là lớn. Và hồi đó thậm chí người ta hỏi là tại sao không trang bị cho Z3 một cái màn hình 2K giống như trên Samsung S5 mà lại chỉ để màn hình Full HD. Tuy nhiên thì qua thời gian đến 2020 thì chúng ta thấy được là hồi đó so quyết định của Sony là đúng khi mà không trang bị màn hình 2K cho chiếc Z3 này, bởi vì màn hình 2K sẽ tốn pin hơn rất là nhiều so với lại một cái màn hình Full HD. Mà thực sự cái kích thước màn hình chỉ 5,2 inch thì hoàn toàn là không cần thiết một cái màn hình 2K để làm cái gì cả. Thậm chí bây giờ nhiều mẫu smartphone màn hình tận 6,5 inch nhưng vẫn chỉ dùng độ phân giải Full HD mà thôi. Màu sắc ở trên chiếc Z3 do sử dụng màn hình là IPS cho nên là khá trung thực, và cái màn hình này nó không đẩy màu sắc lên quá sặc sỡ, cho nên là khi xem phim ở trên Z3 thì ta cũng có thể có một cái trải nghiệm khá là tuyệt vời. Độ sáng của màn hình cũng khá là cao, khi mà tăng lên
thì nó thể hoàn toàn ra nắng sử dụng một cách bình thường. Có một điểm mình rất là thích ở chiếc Sony Z3 đó là việc hai cái loa thiết kế cặp loa đôi ở mặt trước như này. Từ khi ta chơi game hoặc xem phim, xem clip các thứ thì âm thanh sẽ dội thẳng vào mặt của chúng ta. Và như vậy thì ta sẽ có một trải nghiệm giải trí tốt hơn. Tuy nhiên thì cái chiếc Z3 này mình do đã khá lâu rồi nên khi bật lên loa ta cảm giác của nó hơi bị rè một chút ở mức mắc âm lượng. Nếu nó giảm đi thì nó sẽ nghe âm thanh ở trong rất là nhiều và trải nghiệm chúng tôi rất là nhiều. Xperia Z3 thì có camera độ phân giải là 20.7 megapixel và đây là một độ phân giải rất là kinh khủng ở thời điểm ra mắt. Tuy nhiên thì camera này có một cái nhược điểm đó là chụp ảnh đầy nét khá là chậm, nó bấm xong phải khoảng vài giây sau thì ta mới có ảnh cơ. Và trên Sony Z3 thì nó lại có khá là nhiều các cái chế độ ảnh chụp như kiểu là chế độ chụp tự động này, chế độ chỉnh tay này, rồi một số chế độ vui vẻ khác. Thậm chí chiếc Z3 có thể quay được cả video 4K, tuy nhiên thì khi bấm vào thì nó quay được nhưng nó hiện ra một thông báo tức là nếu máy trên quá là nóng thì có thể nó sẽ tự động là tắt cái phần quay camera của nó đi. Ở cái chế độ camera chỉnh tay thì chiếc Sony Z3 không có nhiều tùy chọn chỉnh, chúng ta chỉnh được EV, độ sáng và cân bằng trắng mà thôi, không quá nhiều thứ để chỉnh sửa, nghịch ngợm, không thể chỉnh được cả tốc độ màn chập cơ, hơi đáng tiếc một chút. Ảnh chụp từ chiếc Sony Xperia Z3 ở điều kiện đủ sáng và ngoài trời thì ta thấy là hình ảnh cho ra cái màu sắc khá là tốt, nước ảnh khá là trong và độ chi tiết rất là cao vì camera này hơn 20 chấm cơ mà. Đó, khi mà zoom lên này, con thấy khá là rõ các chi tiết ở trên cái chữ FRC này. Tất nhiên là không thể nào so sánh được với những cái sản phẩm hiện tại rồi, nhưng mà ở cái giá 1 triệu thì đây là một camera cực kỳ xuất sắc. Tuy nhiên, khi mà chuyển sang bức ảnh chụp thiếu sáng thì ta thấy luôn là sự yếu kém của cái camera 6 năm tuổi trên chiếc Sony Z3 này. Đó, khi zoom ra thấy luôn là hiện tượng noise cực kỳ là nhiều, chi tiết bị bệt vào nhau, ảnh bị bệt vào và chi tiết mất gần như là hết luôn, nó không thể nhìn rõ được cái chủng chữ FRC này luôn. Nhìn chung thì camera của Sony Z3 cũng có thể phù hợp khi chúng ta chụp ảnh tài liệu nhẹ nhàng hoặc là chụp những cái bức ảnh phong cảnh đủ sáng. Còn khi mà ảnh thiếu sáng, anh em nào mà muốn chụp ảnh thiếu sáng thì không nên mua Z3 bởi vì Z3 chụp thiếu sáng khá là tệ. Mình đã chấm điểm AnTuTu ở trên chiếc Z3 thì cái điểm số nó khá là khiêm tốn thôi, nó chỉ có 85.000 điểm. Trong đó thì các cái điểm thành phần như kiểu CPU chỉ có 36.000, cực kỳ là thấp, thấp hơn rất nhiều so với những cái mẫu chip tầm trung bây giờ. Nhưng mà được cái là GPU lại khá là cao, tận 16.000 điểm cơ. Tất nhiên là cao so với lại những cái máy tầm thấp thôi. Cái GPU này sẽ ngang ngang với con chip Snapdragon 636. Về cấu hình thì chiếc Z3 của chúng ta có một cấu hình đó là con chip Snapdragon 801, Adreno đồ họa là 330, khá lâu rồi, màn hình Full HD, RAM là 3GB, bộ nhớ trong con này là 16GB mà thôi. Bây giờ thì mình sẽ chơi một số tựa game ở trên chiếc Z3 này nhé. Bắt đầu với tựa game nhẹ nhất đó là Subway Surfer. Game này chắc máy nào cũng chơi được rồi. Tốc độ vào game thì cũng khá là lâu. Cũng đúng thôi, 6 năm rồi cơ mà. Ok, mình chơi thử thế nào. Cái tựa game Subway Surfer này mình nghĩ là cũng không thể làm khó được cái máy nào đâu. Và chiếc Z3 này ngày xưa nó còn con quái vật về cấu hình thì làm gì có chuyện bây giờ không chơi được cho này không? Cái trong Subway Surfer này thì đến iPhone 4S nó còn chơi được cơ mà. Đó, và thực sự thì nó chơi rất là mượt mà. Cái tựa game Subway Surfer này, chúng em nào mua con này về để chơi những game nhẹ nhàng thì rất là ok, nhẹ nhàng vui vẻ kiểu Candy Crush rồi Subway Surfer như này. Rồi, game này cũng không có gì khó khăn đâu. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái game nặng hơn rất là nhiều, đó là PUBG Mobile nhá. Ok, hiện tại thì ở đây đang là 12 giờ và thời lượng pin của mình hiện tại đang là 42%. Và cái nhiệt độ của máy ở đây em thấy là đang khoảng độ 27 độ, 28 độ ở đây, 28 độ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chơi thử PUBG. Bật PUBG này, hiện tại là 42% nhá. Phải xem là sau nửa tiếng chơi PUBG thì thời lượng pin của chiếc Z3 có dung lượng pin là 3100 mAh nó sẽ như thế nào. Và chúng ta cũng xem luôn là liệu chiếc Z3 này chơi PUBG có ổn hay không nhá. Ok, đã vào đến game rồi. Cái đồ họa tối đa mà game này có thể đạt được đó là mức đồ họa là balance, là cân bằng, với cái FPS là medium, khá là thấp. Ok, mình sẽ chơi thử xem như thế nào nhá. Ok, đã vào đến game rồi đây. Đó, em thấy là được độ phân giải là ở cái mức độ họa là balance và FPS là HD thì nó cũng nhìn chung cũng thấy khá là đẹp. Mình vuốt vuốt xung quanh như này thì cũng chưa có hiện tượng là giật lag gì cả. Để tí nữa vào game xem như thế nào. Nhưng mà cái nhìn ban đầu là chiếc máy chơi game có vẻ là khá ổn đấy.
Tuy nhiên thì đã hơi bắt đầu có hiện tượng nóng lên ở cái phần camera này rồi. Sau khoảng độ 2 phút nhé, mình xem luôn. À, máy bay rồi này. Đây, nhiệt độ sau 2 phút đã lên là 34 độ, 33, 34 độ rồi. Khá là nhanh. Đó, 35 độ. Rồi, để chơi thử xem nó như nào. Nói chung thì cái trải nghiệm ban đầu của mình khi mà chơi game thì đến bây giờ thì nó hoàn toàn là chơi khá là ok. Thế mình vuốt với các thứ phản hồi của game khá là nhanh. Mình chơi đến 15 phút để xem là nó nóng lên nhiều như thế nào. Như vậy là đã 15 phút trôi qua rồi. Và thời lượng pin hiện tại đang còn là 33%. Tức là sau 15 phút mình mất 9% rồi. Và cái độ nóng lên của chiếc máy là đây, nó lên đến 41-42 độ rồi đây. Đấy, 41 độ. Rồi phần chip đằng sau này nóng lên khá là nhanh và tụt pin khá là ghê. Có thể nói là con cái chiếc Z3 này khi mà chơi PUBG là hơi một tác vụ hơi quá sức với con chip Snapdragon 801. Cũng đúng thôi, 801 là con chip rất là mạnh ở năm 2014. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại nó đã... Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì 801 đã là một con chip mà khá lỗi thời rồi. Việc có thể chơi được PUBG ở mức độ đồ họa này và xử lý cái thứ khá là mượt mà là rất đáng khen cho con chip này rồi. Nhưng mà vấn đề về pin là vấn đề không thể tránh khỏi. Ok, như vậy là đã mới chỉ được có khoảng 27-28 phút thôi mà mình đã thắng cái game này rồi. Và hiện tại thời lượng pin nó còn lại là 25%. Tức là từ sau khoảng độ 12-13 phút là sẽ mất 8%. Và cái nhiệt độ nó khá là nóng nhá, mà sau là khá là nóng luôn. Đây, em thấy là nhiệt độ hiện tại đang là nó giảm bớt một tí sau ban nãy là 37 độ, nhưng mà thực sự vẫn rất là nóng mà mình cầm lên mình vẫn thấy khá khó chịu khi mà sử dụng. Tất nhiên về trải nghiệm chơi game thì nó không vấn đề gì cả. Tựa game PUBG Mobile ở cái mức đồ họa là 3 lần và có cái FPS là medium thì vẫn chơi rất là hoàn toàn là mượt và rất là ok. Trải nghiệm bắn của mình nó không khó chịu. Cái khó chịu duy nhất xảy ra nó chỉ là về cái độ nóng ở sau lưng này thôi. Còn khi chơi hoàn toàn không hiện tượng là giật lag hay như nào cả. Nhìn chung thì trải nghiệm chơi game khá là tốt. Snapdragon 801 thực sự là một con chip rất là mạnh. Và mình thực sự rất là nể Sony khi một sản phẩm đã ra mắt được 6 năm rồi nhưng mà cái khả năng chơi game của nó vẫn tốt như thế này. Ok, như vậy là mình đã đánh giá xong cái chiếc Sony Z3 sau 6 năm kể từ ra mắt ở năm 2020. Thì nó vẫn hoàn toàn đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của chúng ta. Có một thiết kế rất là đẹp, cầm ra đường vẫn cảm giác rất là sang chảnh. Và nếu dùng hàng ngày thì những tác dụng thường như kiểu Facebook rồi xem phim các thứ thì chiếc Z3 đáp ứng hoàn toàn ok. Chất lượng ảnh chụp thì cũng có thể chấp nhận được ở những điều kiện là đủ sáng. Còn ở những điều kiện thiếu sáng thì em không nên dùng chiếc Z3 chụp ảnh bởi vì ảnh trông rất là tệ. Em nào muốn chơi game, những game nhẹ nhàng thì Z3 chơi hoàn toàn ok. Còn chơi những game nặng như PUBG chẳng hạn thì pin sụt khá là nhanh đấy, bởi vì nó cũng ra mắt 6 năm rồi mà, cũng rất là già rồi. Ok, như vậy là mình đã đánh giá xong cái chiếc Sony Xperia Z3 ở năm 2020 thì nó sẽ sử dụng như thế nào. Không biết anh em thấy sao về chiếc Z3 này thì hãy để lại comment bên dưới nhé. Nếu em có bất kỳ câu hỏi nào thì cũng để lại comment bên dưới luôn. Mình sẽ cố gắng trả lời hết tất cả câu hỏi cho anh em. Ok, thế thôi nhỉ. Bye bye.